Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh của chúng ta đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Và ngày hôm nay thì phòng truyền hình của Trường đua Đại Nam rất vinh dự được đón tiếp bà Nguyễn Phương Hằng ở phòng truyền hình để trực tiếp dự khán và tham gia chỉ đạo công tác ghi hình cũng như phát sóng trực tiếp. Tôi cũng xong thông báo với quý vị là Đại Nam sẽ mở cửa miễn phí, kể cả những người khó khăn, không có tiền cũng có thể đến Đại Nam tham quan đền thờ cũng như là giải trí cái cảnh đẹp ở Đại Nam mà không cần phải tốn tiền, vào khu vực trò chơi, vườn thú hay là tắm biển. Khi tôi làm một CEO, một cái bà tổng của trường đua Đại Nam, điều hành một cái công ty. Trưa nay ha cô chú anh chị ha, đi khu vực Đại Nam, cô Nguyễn Phương Hằng miễn phí vé vào cổng cho tất cả mọi người đến tham quan du lịch ở khu du lịch Đại Nam. Thì cô chú anh chị thấy đây ha, một cái khung cảnh thật là khủng khiếp, biển người khi từ sáng tới giờ lúc nào cũng tấp nập, mà người dân đi đến khu du lịch Đại Nam. Đặc biệt có nhiều người yêu mến cô Phương Hằng đã đợi đứng từng hàng giờ đặng được gặp cô Phương Hằng. Thì được biết hôm nay cô sẽ giao lưu với tất cả cô chú anh chị đến với khu du lịch Đại Nam. Được biết thì theo như thông báo của ban tổ chức ở khu du lịch Đại Nam thì hiện tại là có hơn 100.000 du khách đến khu du lịch Đại Nam cho đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt hơn ngày đêm nay thì cũng có giao lưu đồ này kia, cũng đã làm sân khấu đồ sẵn cô chú anh chị đặng chuẩn bị cái công tác cô Nguyễn Phương Hằng giao lưu với khách. Khi cô Nguyễn Phương Hằng đã trở về sau thời gian cô nghỉ dưỡng thì tất cả những người yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là ở ngoài Bắc này kia, cũng tháp tùng đi vô khu du lịch Đại Nam cho biết. Ngày hôm nay cô chú chị ha, ở khu vực Bình Dương mình thì nắng khá là nắng. Nói chung thì trời nắng thì thích hợp cho công việc cũng như vui chơi ở ngoài trời, nhưng mà được cái là nắng quá. Khu du lịch Đại Nam thì cô chú chị đã biết rồi. Rất là khủng. Nếu như đi cả ngày cũng chưa chắc đã hết cái khu du lịch Đại Nam đâu cô chú anh chị ha. Khu du lịch Đại Nam mình với khu du lịch Suối Tiên thì nó cũng có một nét gì đó là tương đồng, cây cối cũng khá là nhiều. Khi được hỏi về cô Nguyễn Phương Hằng thì ai cũng yêu mến cô. Đặc biệt hơn là tất cả những cái vé mà đi vô cổng khu du lịch Đại Nam thì tất cả đều miễn phí hết. Những cái khu vực nào mà vui chơi rồi thì nếu như ai mà có nhu cầu vui chơi thì mua vé thêm, còn nếu không thì chúng ta cũng có thể là đi tham quan ở khu vực bên ngoài cũng như là đền thờ này kia, thì mình đi tự do cũng không có tốn tiền. Thật sự thì nhìn cái khung cảnh mọi người đổ về khu du lịch Đại Nam hiện tại bây giờ thì mình nghĩ là nó cũng giống như là hồi lúc mà lễ 2 tháng 9, một cái lễ mà quốc khánh của nước Việt Nam mình ha. Thật sự ra là một biển người đang di chuyển. Sáng nay thì khu vực ở quốc lộ 13 thì nó cũng đã xảy ra kẹt xe cô chú anh chị, do cái lượng phương tiện di chuyển về khu du lịch Đại Nam mình quá đông. Những gì mà ta thấy đây là một dòng người thật là khủng khiếp đang đổ về khu du lịch Đại Nam. Bây giờ thì cổng trước hay cổng sau gì đó, tất cả cũng chật kín hết cô chú anh chị ha. Thì ở bên khu mà gửi xe máy á, thì hình như là không còn chỗ trống. Bây giờ nếu như mà có vị khách nào đó mà đi ra, nếu mà nhận xe thì cũng cả một cái vấn đề lớn mới dẫn được chiếc xe mình ra ngoài ha. Thì cô chú anh chị cũng được biết ha, thì cái khu du lịch Đại Nam mình thì ở mặt trước á, thì ngay quốc lộ 13 hay còn gọi là đại lộ Bình Dương á, nó nối dài ra tới phía sau luôn. Cái đường mà mình đi lên đi về Bình Phước, trả lời của những chị ha, mình đi về Tây Ninh đồ này kia đó, thì mình đi qua Hội Dầu Tiếng là cũng được. Tất cả mọi người đến đây thì ai cũng vui hết. Thì qua ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều quay trở lại cuộc sống đời thường của mình, đi làm đi học đồ này kia, thì sẽ hẹn đến ngày chủ nhật tuần sau nó sẽ
đông đúc hơn nữa. Thì đêm nay thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ giao lưu với cô chú anh chị, thì Tùng cũng sẽ cập nhật thêm những hình ảnh mới nhất cũng như không khí mới nhất về cái khu du lịch Đại Nam cũng như là bên trường đua hiện tại bây giờ. Bây giờ thì mọi người đang đổ vô rất là đông trong khu du lịch Đại Nam. Thì Tùng đây cũng nhìn thấy cũng có khá là nhiều anh chị mặc áo siêu minh tuệ đi vô khu du lịch Đại Nam ha. Thì hiện tại thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã được về sớm hơn cái dự định khi trước kia cô đi nghỉ dưỡng cũng hơn 3 tháng gì đó cô chú anh chị ha. Thì đây là cái thông tin mà có khá là nhiều người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng vui vì cái người mà thần tượng đã nói lên cái sự thật, những điều mà giấu kín trước nay không ai dám nói thì cô dám nói. Thì tất cả bây giờ cô chú anh chị thấy ha, hàng ngàn người đi đến khu du lịch Nam thì ai cũng hỏi về cô Phương Hằng, ai cũng chúc cô nhiều sức khỏe rồi kia với chú Dũng. Thì Tùng cũng được biết thêm là cái khu du lịch Đại Nam này tất cả những cái chi phí cũng như là những cái lợi nhuận trừ ra những cái chi phí lo cho khu du lịch Đại Nam, nhân viên đồ này kia đó, thì toàn bộ cái lợi nhuận thì cô gom vô cái quỹ mổ tim. Thì hiện tại bây giờ thì không biết là cái quỹ mổ tim của cô còn hoạt động hay không, như theo Tùng nghĩ thì Tùng rất mong cô sẽ duy trì cái chuyện mà mổ tim này, nói chung là để cho những cái người mà thiếu may mắn trong cuộc sống cũng như những gia đình khó khăn đó được sự ủng hộ của cô, cũng như là qua được cái giai đoạn khó khăn khi mà bị tim bẩm sinh đó. Trong lịch sử Việt Nam mình theo như Tùng biết thì từ đó tới giờ chưa có một người nào đi nói chung là đi chạy về đó mà có được cái sự ủng hộ cũng như là yêu mến như cô Phương Hằng. Tất cả những người trước nếu như mà họ đã đi như vậy thì chắc chắn sẽ dướng vô dòng lao lý cũng như là những cái vấn đề nào liên quan đến tội rất là nặng, nên là cũng không ai quan tâm đến chuyện đi hay về. Còn cô Phương Hằng thì khác nghe cô chú anh chị ha. Thì cô là một trong những người mà đi được nhiều người săn đón, yêu mến, chờ đợi đặng mà cái giây phút mà cô đi về ha. Chưa có ai mà được làm giống như cô. Khi những hình ảnh của cô xuất hiện thì hàng ngàn hàng vạn người yêu mến tất cả những cái mạng xã hội này kia, thì cô chú anh chị thấy ha, xuất hiện cái hình ảnh của cô dày đặc. Cái niềm vui lớn hơn nữa khi đợt này cô sẽ về sớm, nói chung là giao lưu với cô chú anh chị, quý khách hàng này kia của cô đó. Ngày hôm nay Đại Nam giống như là một cái ngày hội lớn chứ không phải như là một cái ngày chủ nhật bình thường. Trong cuộc sống thì có cực có khổ, có vui có sướng, theo như tất cả của chúng chị cũng là thấy ở đây cái lượng người thật là kinh khủng khi lúc bây giờ mỗi hướng xe đang đổ về khu du lịch Đại Nam khá là đông. Có nhiều người thì cũng đến đây vì lòng tò mò cũng như là đi du lịch, cho biết khu du lịch Đại Nam ha của chúng chị ha. Có người thì lỉnh kỉnh đem theo cơm nè, đem theo nước nè, đem những cái đồ ăn linh tinh theo đặng mà cắm trại á. Tất cả đem theo lỉnh kỉnh ha, có những bé nhỏ tí xíu thôi cũng được ba mẹ dẫn theo tham quan cái khu du lịch Đại Nam này. Khi đi thì ai cũng hào hứng hết, đến lúc về thì mới thấy cái cảnh khổ, nói chung là đi mỏi cả chân luôn ha cô chú anh chị ha. Thì ở trong khu du lịch Đại Nam này cũng có dịch vụ xe điện. Thì đây là cái trên khán đài của khu vực trường đua nè ha, mình nhìn xuống nè. Đó, trường đua ngựa ha cô chú anh chị ha. Ở trong đây thì cũng có tổ chức đua xe rồi luôn nữa. Lúc này thì mọi người cũng đang đổ vô đổ về khu du lịch Đại Nam nè. Cô chú anh chị thấy ha. Thì cũng có nhiều người ở xa thì họ cũng chọn cái cách là ở lại nhà trọ ở những cái khu vực gần đây, cũng như là cái khách sạn Đại Nam. Cái tâm huyết của chú Dũng Lò Vôi cũng nên xây ra khu khách sạn Đại Nam ha.
có nhiều người thì cũng chọn nơi đó. À, thì tôi cũng hỏi cũng khá là nhiều người, cũng có nhiều người thì ở An Giang, Kiên Giang rồi, có nhiều người ở xa hơn nữa là ở ngoài miền Bắc xa xôi, họ cũng đi xe vô. Cái danh tiếng của cô Nguyễn Phương Hằng thì bây giờ không có nằm ở ở tỉnh Bình Dương nữa cô chú anh chị ha, mà bây giờ nó lan tỏa như khắp cả nước rồi, ai cũng biết, ai cũng yêu thương. Cái hiệu ứng của cô nó cũng giống như là cái hiệu ứng của thầy Minh Tuệ, cái hiệu ứng làm cho người ta yêu thương, xích lại gần nhau hơn. Bây giờ là cũng có khoảng 2-3 giờ đó cô chú anh chị, cái lượng người vẫn còn khá là đông, mặc dù cũng có một lượng khách bỏ ra về rồi đó. Thì ở đây thì Tùng cũng xin kết thúc video ở đây của chú anh chị ơi. Hẹn với cô chú anh chị những video tiếp theo. Thì tối nay thì cũng kể cập nhật thêm những hình ảnh mới nhất về cái buổi giao lưu của cô Nguyễn Phương Hằng ha.